Thì bữa nay ở nhà hồi mình không biết làm gì cho nên mình chia sẻ một cái loại là giống như là mình đi tiệc á. Thông thường mình đi tiệc ở người Mexico á, thì người ta lúc nào người ta cũng có một cái loại là jello shot, thì có nghĩa là mình làm mình nôm na là mình giống như đông xương mà có alcohol ở trong á. Thì người ta thường làm rất là nhiều đủ loại. Thì đây cái loại cherry, rồi cái loại chanh, rồi raspberry, lemon, nói chung là orange đi. Mình có mua tất cả các mùi vị. Xong rồi người ta sẽ dùng cái vodka hay là rum, thì các loại nào mà mình alcohol mình loại nhẹ á, mình sẽ mua về mình làm. Thì bữa nay mình sẽ làm cái loại là Malibu và coconut. Cho nên mình dùng là 21% luôn các bạn. Mình mua ở chợ Fry. Mua cái hộp này là một đồng mấy chục sen. Mình tính mua hộp lớn nhưng mà mình thấy không, mình mua đủ loại cho nên là mình mua cái hộp nhỏ nhỏ đi. Thì mình không nhớ nhầm là một một hộp nhỏ này là một đồng mười mấy sen, một đồng 19 sen, còn một hộp lớn hơn chút nữa là một lớn hơn chút nữa là một đồng 59 sen. Thôi mình mua cái này. Thì nó có direction trong hướng dẫn sử dụng trong này, nhưng mà đối với cái loại làm cái jello shot này á, thì mình có tham khảo trên mạng và trên online, thì nhiều người làm là một bịch 3 ounce bình này với một cup boiling water, 1/2 cup nước lạnh và 1/2 cái cup alcohol ha. Bây giờ mình sẽ làm và mọi người xem ra như thế nào nhé. Thì mình có mua cái loại là gelatin shot cup này đó, cái loại này. Thì mình tại vì không đi ra ngoài nhiều cho nên mình không có mua cái chỗ chuyên bán mấy cái dụng cụ to go á, nó có rất là nhiều, cho nên mình chỉ mua cái loại này trong chợ Fry cho mũi mình thôi. Bây giờ mình chuẩn bị làm nha mọi người nhé. Cái này rất là, thì nói chung là các bạn rất là nhanh, trong vòng 10 phút thôi. Thì mình làm chuẩn bị trong vòng 10 phút, rồi mình khi mình đi tiệc á, mình có thể đem lên bàn tiệc cho mọi người dùng. Nói chung là người nào không có uống bia uống rượu nhiều thì phụ nữ mình uống ăn mấy cái loại này vừa tráng miệng mà cũng có alcohol, mấy bạn cũng có alcohol, rất cũng làm cho mình say luôn đó, chứ không phải đâu, rất là nặng đô. Tùy vào bạn dùng vodka, bạn dùng rum, nồng độ cái alcohol mình bạn dùng á nó như thế nào, thì làm cho cái độ mạnh của cái jello của mấy bạn nó rất mạnh. Cho nên là nếu các bạn muốn fun, muốn các bạn muốn vui thì các bạn làm cái loại này đi, mình đem tới bữa tiệc á nó cũng ok lắm ha. Mình đã chuẩn bị là một cup, đây là một cup là nước nóng rồi, một cốc nước nóng ha. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái loại là orange ha. Thì mình sẽ dùng loại orange này đi. Thì bạn nào muốn làm mùi nào thì các bạn mua cái alcohol mùi, giống như alcohol có loại cam thì mình dùng loại cam cho nó ngon. Đây một bịch đen mấy bạn, một hộp đây là một bịch đen, mình sẽ dùng hết một bịch luôn ha. Giờ mình cắt ra, mình bỏ vào trong cái nước này. Xong rồi mình sẽ khuấy khuấy cho nó tan đều luôn ha, tan cái này ra.
mà lúc nào mình đi tiệc của nhà bạn mình á, giống như là cousin dòng họ mà chị như tụi mình á, họ đều làm cái này để ăn hết, để giống như dessert tráng miệng cho vui á. Đó. Khi mà má ngoài khoảng 2 phút nó tan hết rồi ha, mình có chuẩn bị đây là 1/2 cup nước lạnh mấy bạn. Đó, nước lạnh. Xong rồi mình sẽ dùng 1/2 cup cái alcohol mình muốn dùng ha. Cái mùi này có mùi của coconut. Nếu mà bạn muốn ấy không là mình mua vodka á. Rồi. 1 cup nước sôi, 1 cup nước lạnh, 1 cup nước sôi, 1/2 cup nước lạnh mà 1/2 cup alcohol ha. Rồi, thế là xong các bạn ơi. Giờ mình sẽ quậy cho nó đều vào. Nhanh không? Nhiều khi bạn nào mà giống như Việt Nam mình đi tiệc mà mình không muốn không biết đem gì tới á, thì mình làm cái này đi, làm cái đi cho nó lạ. Rồi mình có xong rồi ha. Rồi. Mình có chuẩn bị cái này, mấy cái cúp nhỏ nhỏ này nè. Mình sẽ để vào ha. Mình không biết là một bịch 2 cúp nước thì là mình chớ được bao nhiêu ha. Để mình tính thử nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cái tray nhỏ như thế này. Thì các bạn muốn cho ít thì nó nhiều hơn. Cho ít thì một khoảng 3/4 ấy, thì nó cũng sẽ khoảng 15 đến 20 gì đó. Thì mình ăn ở nhà mà, mình đâu cần làm ít đâu. Thì giờ mình sẽ để tủ lạnh trong vòng 4 tiếng ha. Thì chờ 2-3 tiếng được, chờ hết khi nào nó đông thì mình lấy ra mình review cho các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Thì mọi người nhớ đón xem review của mình nha. Sau vài tiếng đồng hồ mình để trong tủ lạnh thì cái sản phẩm của mình làm ra đây. Thì mình đã làm cái màu xanh luôn ha mấy bạn. Đó. Và khi làm xong nó sẽ đông như thế này luôn nè, thấy không? Bây giờ mình sẽ thử như thế nào nhé. Đây, sản phẩm làm ra đây. Bây giờ mình sẽ thử cái trời thơm mùi rõ lắm nè. Nó lóng lánh như thế này là đạt yêu cầu rồi nè. Đây mấy bạn thấy không? Nó ong ánh nè, mềm như vậy là đạt cầu rồi. Nếu mà các bạn muốn nó cứng hơn thì mấy bạn giảm cái nước nóng nó ít lại thêm một chút cũng không sao. Nói chung là theo hướng dẫn sử dụng của nó đi. Bây giờ mình sẽ ăn ha. Thơm mịn. Cái này ăn là say. Wow, ăn vào cái nồng độ cồn nó luôn ạ. Hmm.
thơm thơm một vị. Bây giờ mình sẽ thử cái thơm mùi cam, thơm mùi rượu Malibu nè, mùi coconut, còn thơm mùi cam luôn các bạn. Ok, ăn anh giống như dessert em. Chứ bộ mình người ta không có uống uống rượu uống bia nhiều thì mình chỉ ăn ăn hai ba cái đây là cũng đủ cái nồng độ cồn rồi, cũng vui rồi ha. Ăn tiệc mà, nói chung là vừa mát mình cũng có giống như là đi party và cũng có uống này nọ đúng không? Ngon mấy bạn ơi, mình làm mà lỏng lỏng này để nhiều khi mình nồng độ cồn nó không có được đạt á. Mình nói cái mình làm đủ mùi mình đi nha. Thì cảm ơn các bạn một lần nữa đã quan tâm theo dõi đến hết video của Quỳnh Vlog ha. Nếu các bạn thích làm nè thấy không, nếu các bạn thích thì hãy nhớ nhấn nút like, và nếu các bạn nào mới thì hãy nhấn nút đăng ký phía dưới cho Quỳnh Vlog để có những video tiếp theo ha. Thì cảm ơn các bạn một lần nữa ha. Nhớ nhớ thử cái này. Bye.